18 năm qua, trên suốt hành trình đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, tôi đã được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, biển xanh và những ngôi làng mộc mạc nơi quê hương mình. Như tất cả những người thầy thuốc khác, chúng tôi có một mong muốn giản đơn là được đến và giúp nhiều người bệnh hơn. Chương trình Chúng ta chăm sóc sức khỏe cộng đồng bắt đầu như thế, từ một nhóm nhỏ các y bác sĩ thiện nguyện muốn mang hiểu biết của mình giúp người bệnh bớt đi nỗi đau. Đôi khi, chỉ đơn giản là gặp được bác sĩ, nhiều cảnh đời đã được thay đổi. Sau nhiều năm đi khám bệnh ở những vùng xa, chứng kiến bao chuyện vui buồn, có một câu chuyện tôi không thể nào không nhớ. Tại một xã nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã gặp một cháu gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình em lại quá nghèo túng để có thể làm bất cứ điều gì nhằm cứu lấy đứa con bé bỏng của mình. Những người này đã nuôi một hy vọng khi chúng tôi đến. May mắn thay, được sự giúp đỡ của ban giám đốc và khoa phẫu thuật tim hở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc phẫu thuật thành công đã chữa khỏi căn bệnh tim bẩm sinh, lấy đi những đau đớn mà cô bé đã phải gánh chịu từ nhỏ, giúp em trở lại cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng, tôi có dịp ghé thăm gia đình. Bé gái ngày nào nay đã 16 tuổi, mạnh khỏe, học giỏi. Tôi cảm thấy công việc của mình thực sự có ích. Mỗi lần gặp lại em và gia đình, tôi luôn cảm giác như trở về nhà. Gia đình em không coi chú Khanh là một bác sĩ, mà là một người cậu đáng mến. Tôi cảm thấy ấm áp sao với những cái ôm chân tình, những bữa cơm ấm cúng cùng vài ly rượu thơm. Bạn có biết không, chính cô gái bé nhỏ đó đã khiến tôi ngẫm ra rằng bằng những chuyến khám chữa bệnh, tôi đã giúp được rất nhiều bệnh nhân. Nhưng thật sự, tôi và chúng ta có thể làm nhiều hơn thế. Em muốn sau này em có thể trở thành là bác sĩ để có thể cứu người. Xin cảm ơn những người đã cùng chúng tôi tham gia. Chỉ cần có thêm một vị thuốc, một bác sĩ, một y tá, một anh tài xế thiện nguyện hay chỉ một nụ cười cũng đủ khích lệ chúng tôi tiếp tục hành trình vì sức khỏe Việt Nam, hướng đến một cuộc sống không nỗi đau.